Thịnh Donut chào tất cả anh em nhé. Trên tay mình là cái quạt được em hàng xóm cho này. Hôm trước mình đã sửa lại và độ pin sạc cho nó rồi đấy, nhưng mà nó chạy hơi yếu. Theo ý kiến của một số bạn thì hôm nay mình sẽ độ cái motor 180 vào để xem nó có mạnh hơn không các bạn nhé. Cái này mình độ vào cho vui thôi các bạn ạ, chứ thực ra cái motor 180 ăn dòng rất là cao. Với cái cell pin LM của mình thì chạy được vài phút chắc hết pin rồi. Với cả mình thấy là chạy với cái motor 3V này nó đã khá là ổn rồi, thì gắn cái motor 180 vào chắc chắn là rất ổn luôn đấy. Đây mình sẽ gỡ cái motor 3V zin ra, các bạn nhìn kích thước của hai em nó khác biệt không? Ok, thì cái motor 180 này trục nó cũng là trục 2 ly bằng kích thước của cái trục motor 3V thôi. Mình gắn nó vào cái chùm này thì có vẻ hơi chặt các bạn ạ. Mình sẽ hơ qua cái chùm này để mình gắn vào nhé. Cái motor 180 mình gắn vào cái chùm này rất là khít rồi nên mình không cần gắn keo các bạn ạ. Còn cái phần khung quạt này thì mình sẽ quét đi để cho cái đít motor nó lòi ra bên ngoài các bạn nhá. Bởi vì cái motor 180 nó dài hơn cái motor 3V khá nhiều ấy, nên không thể lắp như zin được đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ khoan một cái lỗ để mình luồn dây ra, mình hàn vào hai cái cực của motor này. Thôi mình luồn hai sợi dây khác vào, lát nữa mình nối đi. Cái dây zin bản thì nó hơi ngắn các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ cần bắt cái chùm này vào cái khung của quạt là nó chắc chắn rồi. Sau đó là mình sẽ hàn hai dây vào hai cực của cái motor này. Giờ mình sẽ nối hai sợi dây nguyên bản nó nối vào motor 3V ấy, vào hai sợi dây mình nối thêm này nhá. Thì cái mối nối mình sẽ để nó so le với nhau, tránh bị chạm chập. Mình lười nên mình không có bọc lại nữa. Để so le thì nó không chập được đâu. Các bạn kỹ hơn thì có thể bắn keo vào cho nó cách điện và chắc chắn hơn nhá. Mình sẽ nhét dây vào gọn gàng và sau đó là mình gắn tất cả lại như cũ nhá. Cái này mình độ như vậy ấy, không biết là cái công tắc này nó có chịu được không. Bởi vì cái motor 180 này ăn dòng cao quá. Nếu mà muốn nó ok ấy, thì mình sẽ phải tháo ra thay công tắc này và độ một cái cell pin mà nó ok hơn cái cell pin LM này. Nhưng mà thôi, kệ mẹ nó. Mình rất là lười, hôm nay mùng 5 thì vừa hết Tết, người cũng còn đang rất là mệt ấy. Mấy ngày Tết thì rượu chè các kiểu ấy, nên thôi các bạn nha. Mình sẽ chụp một cái lắp chai này vào cái phần đít motor cho nó thẩm mỹ hơn các bạn nhé. Nhìn cũng ra gì và này nọ phết đấy. Cái này đúng là độ cho vui thật các bạn ạ. Nó kêu thì rất là to, to hơn zin rất nhiều, nhưng mà mát thì chả hơn được bao nhiêu. Chắc là do thiết kế của nó rồi. Nó giống như kiểu mấy thằng vào bình luận gáy thì to, nhưng mà thực tế thì chả làm được cái gì ấy.